Ông Nhí ơi, ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Chờ đã cơ mới sáng sớm đang làm cái gì đó cha nội. Ông Nhí ơi, chờ đã cơ. Ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm! Mày đi ra đây, mày đi ra đây, đứng ra. Tao mệt ông quá, tưởng ăn trộm. Tao với ăn trộm gì mày sao mày? Chui trong chảo làm chi? Tao còn có đi tao nè, ăn súp. Trời đất cơ, làm hết hồn hết vía. Cái vụ gì vậy? Búng tay nữa. Chảy máu không? Sao? Quậy cà phê uống chơi. Cà phê sáng tao uống rồi, quậy gì? Uống rồi hả? Ừ. Sáng 7 giờ là tao khởi hành rồi. Uống rồi, uống nữa. Thôi, uống nữa, uống mày uống nhiều quá đâu có tốt. Phải không? Ừ. Ăn sáng chưa? Chưa. Kiếm gì ăn không ơi? Chưa sáng rồi hả? Chưa. Vậy sao mày không đi về ăn đi? Sáng sớm mới dậy ăn sao kịp? Tranh thủ thay đồ súc miệng chạy qua đây cho nó kịp. Chạy qua ăn sáng với tao? Ừ. Nhưng mà tao trả tiền hả? Nhà ông lúc nào không có đồ ăn mà trả tiền gì? Ôi ơi, mày rảnh quá vậy. Lấy ra ăn thôi. Đồ ăn không đủ tao ăn nữa đâu, bao mày nữa. Rồi đang làm gì đó, mệt quá. Đang coi cột mấy cái này nè, mưa gió nè, nó bung rồi thấy không? Hay da, tội nghiệp ông Tư. Ông Sao? Tư, Nó sao? tội nghiệp ổng quá. Ông đi du lịch Nha Trang rồi. Đi du lịch mà tội nghiệp hả? Kiểu ông đi có một mình ổng mà thấy ông tội nghiệp. Thôi mày ơi, đi du lịch là đi cái mày đi cái kiểu như là mày đi chơi, Ừ. là phải có tiền mới đi chơi. Không có tiền đâu đi du lịch được. Ổng không có tiền mà ổng đi du lịch mới ghê, giờ kẹt ở ngoài Nha Trang rồi về không được. Ai kêu ai ai mượn? Tôi mệt ổng lắm. Ổng đi du lịch mà trong túi không có tiền. Ổng cầm có 300 mấy à, ra Nha Trang chơi giờ không có tiền xe về. Được rồi, đã nói rồi không chịu nghe. Thôi kệ ổng đi, mệt ổng quá. Đi du lịch mà không có tiền mà rồi đi du lịch. Giờ ông làm cái gì? Ở mày bây giờ tao đang làm chuyện tao lại làm cái gì? Ông nghĩ ơi, làm gì nữa? có con cá nào mà dạt dạt không? Cho tôi mấy con. Mày sao mày rảnh quá? Mày sáng sớm phải tao chưa buôn bán gì không? Nó ế thì thảm luôn đó. Mấy bữa nay mưa gió nữa. Sáng là thường thường là tao phải chờ khách mở hàng đó, rồi cho tặng tính sau. Trời đất cơ, mấy ngày này ế lắm, chờ mở hàng biết chừng nào. Tôi đi qua tôi mở hàng nè. Cho tôi 1-2 con thôi, mấy con cá giạt giạt có nuôi đâu. Xong rồi có mày ở đâu, phải nhảy hoài là khổ mày ghê á. Có đó, mấy con trắng trắng nè, không có màu đó. Vớt hết cho mày luôn. Ở đây là mấy con cá giạt á hả? Đúng rồi. Trời đất cơ, đẹp quá ta. Có mấy con fancy đẹp quá, mấy con này mà thả hồ Nam Bộ đẹp lắm. Mấy con nó tao đâu có cho. Sao vậy? Cá đó cá đỡ chơi mà cho gì. Nè, mấy con này nè, mấy con trắng này bỏ qua bên đi. Mấy con đỏ đỏ nè, xanh xanh vàng vàng nè, fancy nè, đó, mấy con này nè, tôi mới chơi. Còn mấy con này á, tôi không có chơi. Má tao á. Cá dạ. Rảnh quá, cái này là cá để tao lên keo tao bán đó. Lên keo gì tầm này, mấy con cá này nằm đây mấy đời rồi. Nó nằm vậy chứ, tại vì trên đó chưa có chỗ trống để nó. Phải không? Ừ, chỉ có mấy con trắng trắng là tao vạt nè. Đúng rồi, mấy con này đẹp quá không cần. Qua chỗ này đi. Bên đây được nè. Bắt cho tôi mấy con màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng á. Mấy con này á, hợp phong thủy với tôi. Hợp phong thủy kệ mày chứ thằng lãng. Cái này là cá của người ta làm đó ông nội. Ông cho con cá mà ông cho con cá không có màu lấy làm chi? Thì tại vì nó miễn phí.
muốn ngon thì phải bỏ tiền ra mày mua, chứ còn mày xin thì nó đâu theo ý mày được. Cái này tôi xin cá về để mà tặng cho thằng bạn tôi, nó mê quá. Ông cho mấy con này xấu quá, nó không chịu đâu. Không được, mấy con nó không được. Ông coi ông bắt con nào đẹp đẹp á, ông cho tôi đem qua bển tôi tặng nó. Chứ nó dạng thứ dữ mà ông tặng mấy con cá đó nó chữ chết. Mày mới lãng á. Không tưởng thứ dữ. Thứ dữ kệ mày chứ. Thằng bạn tôi nó mê cá lắm. Nó đang có dự định là đầu tư bất động sản, mở chạy cá beta. Thằng này mày làm rối mày. Cái gì bất động sản chạy cá trong đó nữa. Có nghĩa là mua đất, mở chạy cá, lai tạo, bán. Nó đang có dự định là nó thuê ông về đó. Thuê ông về để mà làm cho nó, làm chủ á. Thôi đến tàu lao mày ơi. Sao hả? Tao ở không, đi làm cho nó. Trời đất ca, ông không có biết gì hết. Kiểu là hợp tác á. Ui, hợp tác gì bạn, mày có con cá không cũng đi xin nữa, hợp tác. Ông Nhí ơi, ở đây ông có cầm xe không? Tao ở đây bán cá chứ đâu có cầm xe. Ông biết chỗ nào cầm xe không? Cầm xe thì mày ra ngoài đường á. Thôi uổng lắm. Kiếm chỗ quen cầm. Tại vì xe của mình á là xe xịn. Cầm ở ngoài đường á, lỡ người ta lấy luôn sao? Tôi kể ông nghe nè. Thằng bạn của tôi, nó gửi cho tôi một chiếc xe để mà bán. Mà tôi thấy bán uổng quá. Xe mô tô mà. Xe mô tô mà đem bán nó lỗ lắm. Cho nên tôi định là đem đi cầm thôi, lấy một số tiền làm vốn. Sau một khoảng thời gian làm lụng đủ tiền ra chuột thì mình lời được chiếc xe. Giờ bán uổng lắm. Xe mô tô mà đem ra tiệm cầm trầy hết. Xe nó là xe mô tô. Xe mô tô. Thiệt mà. Ông biết chỗ nào cầm xe chỉ cho tôi. Chỗ quen càng tốt. Tôi qua tôi cầm. Mấy chỗ lạ lạ tôi sợ lắm, không dám cầm, sợ mất xe. Đương nhiên rồi. Cái xe của bạn mày á, cái tiếng bồ nó nổ lớn không? Nổ lớn lắm, la làng luôn á. Chạy một cái là nguyên làng thức dậy luôn á. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi tôi. Hình dáng. Ê, hình dáng nó có giống mấy xe này không? Sao giống mấy xe này được? Hình dáng của nó không có giống vậy. Phuộc upside down, hai thắng đĩa, động cơ hai thì, bô nổ. À tôi nhớ rồi, nhìn nó giống như là mấy chiếc xe vượt địa hình á. Ừ, nó giống giống vậy đó. Bóc đầu á. Mấy cái xe nó phơi lắm. Ừ. Thấy nó có mấy phuộc? Có một cây phuộc à? Đúng rồi. Phuộc giữa. Ô tô nó chỉ xài một phuộc thôi. Đúng rồi. Bây giờ vậy nè, mày về bển á, mày đem cái xe bạn mày qua tao. Ừ. Tao coi được á, tao mua luôn. Mua luôn hả? Mua liền. Tôi tính cầm mà. Cầm á? Muốn cầm nhiêu? Cầm nhiêu hả? Để coi coi. Xe đó thì cầm rẻ rẻ không được. Cầm mắc mắc cũng không được. Thì mày cứ cho ra cái giá đi, tao nắm cái đã. Nếu mà cầm thì xe đó chắc khoảng 2 triệu. Ý. Cầm có 2 triệu hả? Đúng rồi, cầm nhiều quá người ta không cầm. Cầm cỡ 2 triệu thôi. Quan trọng là cái chỗ uy tín, người ta giữ cái xe giùm mình, không có bị mất cái gì hết. Bây giờ mày hỏi nó nè, nó muốn bán luôn không bao nhiêu? Thì nó đang muốn bán luôn, mà tôi thấy uổng tôi không bán. Thì mày hỏi nó thử coi bán bao nhiêu. Nếu mà bán á thì tôi phải có lời. Mày cái trọng nữa. Thôi. Xe đó nếu mà bán đứt luôn á thì khoảng chừng 3 triệu mấy, 4 triệu à. Ui. Rẻ dữ mày.
Tại vì nó kẹt tiền mà. Ây da, ây da, đem qua tao gấp, nhanh lên. Đem qua ông chi? Thì tao mua cho. Ông mua luôn? Ừ. Được không, được không? Lỡ tôi đem chiếc xe qua ông không mua, mất công tôi đẩy về nữa mệt lắm. Bô nó lớn lắm, chạy tới chạy lui nó mệt lắm. Bởi vì tao nói mày mô tô mà. Mô tô nó chạy cái tiếng nó lớn lắm. Thôi bây giờ để tôi diễn tả hình dáng chiếc xe cho ông nắm đi. Ông chắc chắn đi, rồi tôi đẩy qua tôi bán ông luôn. Cái xe đó, cái chiều cao của nó thì nó không có phù hợp với mình. Khỏi nói. Mày khỏi nói nữa. Mày tả là tao hiểu rồi, tao biết rồi. Cái hình dáng của chiếc xe đó. Khỏi. Cái sự hiểu biết của tao nó hơn mày. Mày chỉ cần nói cái ý mày, tao biết cái xe đó là sao rồi. Ý tôi là để tôi diễn tả cho ông chắc chắn tôi đẩy xe qua. Khỏi có nói nhiều dài dòng mất thời gian của tao phải không? Bây giờ đi về đem cái xe đó qua đây. Tao đưa tiền là xong. Hả? Mà nếu bán chiếc xe đó thì tôi đâu có bán cho ông chi. Sao? Ông kêu kiệt, xin có hai con cá mà không cho. Sáng đi qua không có cà phê, không có đồ ăn sáng, không có nước nôi. Sao? Tôi tính là tôi để tôi xài, không có bán. Sao mày tính, mày tính gì kỳ vậy? Tao nè. Bán cho ông hả? Ừ. Xin cá không cho mà bán gì? Đâu có cho chứ. Đi ra đây. Mày thích mấy con này phải không? Đúng rồi. Thích con nào tao giới cho mày con đó, nó đơn giản vậy thôi, đâu có gì đâu mà khó. Đó. Tôi là tôi thích mấy con màu mè vậy nè. Đó, đó, nó nằm nè. Hai con kế bên luôn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Chọn trại hả? Chọn trại nghỉ hả? Mày sao mày vừa phải tao mày đây nè. Mày thích tao bưng nguyên cái thùng tao cho mày luôn được. Còn mày thích con nào tao vớt riêng ra cho. Thôi bây giờ ông vớt cho tôi những cái con đẹp nhất trong đây đi. Đó. Chuyện nhỏ, chờ tao một chút. Rồi. Vớt cho tôi những con đẹp nhất trong đây, màu sắc sặc sỡ. Nè cá nè. Đi về mở lấy xe qua cho tao liền đi. Từ từ đã, trời mưa không thấy hả? Khát nước quá. Thèm cà phê mà chưa có cà phê uống. Đói bụng gần chết. Hay à. Nước này, nước này. Nước gì vậy? Nước trà đá. Nước trà đá hả? Ừ. Sao nó nhão vậy? Nước đâu có nhão mày, thằng này nước ngon đó. À. Xong chưa, xong chưa? Công nhận sáng sớm chưa ăn gì hết, ông cho uống nước trà, xót ruột quá. Chưa ăn gì hết hả? Chưa ăn gì hết, đói bụng quá. Chạy xe qua sao nổi mà chạy. Cái đói bụng gần chết sao chạy. Hay à. Cái vụ gì vậy? Chả giò chiên. Chả đá ca ừ. Ta xét, trắng miệng. Con trái gì nhất á hả? À. Trái này ông để mấy ngày rồi? Cái này tao để mới có 1 tuần à. Ông ăn đi. Đâu có, vẫn tươi mà. Chôm chôm mà ông để 1 tuần trong nhà, ông ăn cho đau bụng á. Mày ăn bình thường, nó đâu có rau đi, để còn sáng nè. Ăn giọng gì nữa ăn. Cái rau nó héo queo nè. Thì mày ăn này đi. Cái này để tao ăn. Này món gì vậy? Chả giò chiên xịn. Ủa sao tự nhiên ông tốt dữ vậy? Mày nói vậy mày nói tao không tốt hả? Ông Nhí ơi, sao tự nhiên ông tốt dữ vậy? Để tôi diễn tả chiếc xe của tôi nè. Thôi, đừng có nói, tao nói tao hiểu biết rồi, tao biết rồi. Ông biết xe gì chưa? Mô tô. Thì đúng mô tô. Cái tiếng bô nổ lớn. Lớn lắm.
nó la nhưng mà khỏi. Bây giờ tao chỉ hỏi mày vậy nè, cái xe đó màu gì? Màu đen vàng. Đẹp dữ vậy. Màu đen vàng không có tem. Mô tô nó ít tem lắm. Thôi ăn đi. Nó có xài bình luôn nha. Vậy là chính xác. Mà cái bình nó bự hay nhỏ? Bình bự. Mô tô thì bình phải bự chứ. Đúng rồi. Mà đặc biệt có đề. Xe có đề đàng hoàng. Hai thì mà có đề. Nhanh đi. Nước này. Đó. Xếp ra hả? Cái gì? Cái này cái xe đó hả? Xe đây. Cái này đâu phải cái xe thằng quỷ này. Cái xe nè. Đúng như diễn tả. Xe đây. Tiền trao cháo múc. Hồi nãy ông nói ông mua cái xe này của tôi, thì bây giờ tôi đem qua rồi nè. Chỗ anh em để ông 3 triệu rưỡi thôi. Đưa tiền đây. Ông đưa mình chiếc dép thì có á. Cái này đâu phải cái xe, cái này là xe đồ chơi mà. Tao cần tao phải là phải xe cái xe mô tô kìa. Xe mô tô nè. Cái là xe để chơi thôi. Cái xe để chạy cha nội. Thì hồi nãy tôi nói, tôi diễn tả. Ông không cho tôi diễn tả, ông nói ông biết rồi. Thì chiếc xe nè. Nhưng mà tao tưởng cái xe này nó là cái xe mô tô. Ông tưởng mấy chiếc xe mô tô mà của mấy ông kia ông chạy vù vù ngoài lộ á hả? Ừ. Làm gì có giá đó cha nội. Xe đó là mấy trăm triệu, cả tỷ bạc. Tiền nào của đó thôi. Hồi nãy tôi nói chiếc xe của tôi cầm khoảng 2 triệu, bán là khoảng 3 triệu mấy. Thì đây. Nhưng mà mày tả phải rõ ràng ra. Ông có cho tôi tả đâu mà tả. Cái này là lộn rồi. Đâu có lộn, ngồi xuống đi. Xe này nếu mà review nó là phải ngồi xuống. Nè. Chạy bằng xăng đàng hoàng nha. Xăng pha nhớt bỏ trong đây. À, cái chỗ này để đổ xăng vô phải không? Bình xăng hơn 1 lít, động cơ 2 thì, 4 van DOHC, bình xăng con, lọc trụ K&N, phuộc giữa, thấy không? Này sao mày tàu lao hết chứ? Mày thấy cái đầu lòng nhỏ xíu như cái chuối không mà nói là 4 van gì? Ông ngồi thấp cái người xuống. Đó. Động cơ con này là 2 thì, cho nên là nó xài cái bụng bô, thấy không? Đi ra đằng sau. Nè, giá trị là chỗ này nè. Cái bô này không là mắc hơn chiếc xe nha. Bô DBS. Đó, nghe âm thanh rất là hay ha. Hồi nãy á. Tao nghe nó cái gì đâu mà rồ. Không nghe được gì đâu mà hay. Tại vì nó là nó xài động cơ của máy cắt cỏ. À. Thấy không? Ông nhìn cái xe này ông không khoái hả? Cái xe này á mà ông đi vớt trùng là khỏi chê. Ông chạy tới nơi nha, ông khinh nó theo vô tới nơi luôn, không sợ mất xe. Nhưng mà tao đi vớt trùng kiểu này, đi cái xe này chắc cả tháng mới về tới nhà quá. Nhanh lắm á, chút xíu thích ra chạy thử. Để tao chạy thử thì tính mày ơi. Được chưa? Nổ máy lên. Tao cũng một thời vậy đó mày, không giỡn nha. Rồi.
Thấy ghê không? Mạnh dữ á. Mạnh á. Chạy đi. Chạy đi. Tao đang chạy nè. Hết ga luôn. Ủa sao mày? Để im đây, tôi nói ông nghe nè, tôi chỉ cho ông chạy nè. Ông đừng có sợ nó chạy không nổi, ông cứ dặn ga đi, dặn hết ga luôn, nó mạnh lắm. Phải không? Ông chạy nương nương vậy đâu đi xe, đi bộ còn lẹ hơn á. Chạy lại đi. Chạy lại đi. Đem ra đường, tôi chỉ cho ông chạy. Chỉ cho ông cái cách nài xe của tụi Thái Lan nè. Phải không? Ừ. Gạt trống lên, gạt trống lên. Hết ga luôn. Từ từ mạnh không? Rồi được rồi, được rồi. Tắt máy để hết xăng á. Đẩy vô. Hồi nãy là ông đang xuống dốc. Ông đang xuống dốc, ông phải kìm xe. Đúng rồi, nó có trớn á. Đúng rồi, có trớn chạy ghê lắm. Chạy một cái là khoái liền. Nói đâu có sai. Xe ghê thiệt, nó xíu mà chạy dữ à. Xong dữ. Rồi. Đó. Vô ngồi ghế đi. Ngồi ghế tính tiền ha. Ngồi ghế thì bàn lại giá cả. Bàn gì nữa? Buôn bán phải có bàn giá chứ mày. Bàn gì nữa? Cái này bây giờ tính vậy nè. Vậy là chốt sổ lụm tiền 3,5 triệu. Đâu có. Giờ là cái này mà tập trả mày 1,5 triệu thôi. Không được không anh? À? Không được. 1,5 triệu á là ông chỉ được 2 cái bánh xe thôi, chạy không? 2 bánh xe sao chạy? Thì ráng chịu, con 1,5 triệu mà đồ chạy. Rồi, 1,5 triệu cũng được. Hả? Tính vậy nè. Tháo 2 cái bánh xe với cái bô, cái xác xe và cái máy tôi đem về. Rồi lụm. Chốt sổ. Người ta treo lên hả? Mày rảnh quá, mua phải mua nguyên chiếc mới chạy được chứ mày sao? Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ bán cho tao đi mày ơi. 1,5 triệu sao bán? Thôi nói chứ vậy nè. Bây giờ nếu mà ông thích á, tôi để cho ông mượn ông chơi thôi, khỏi buôn bán gì hết. Ông chơi đã đi, vài hôm ông trả cho tôi. Nhớ đổ xăng pha nhớt vô để lúp bê. Ok. Rồi đem vô nhà đi. Chiều chiều sắp chạy đi vớt trùng. Thôi cái này mày đi vớt trùng cả tháng mới tới. Sao không tới? Cái này là mày chạy một vòng trong nhà chơi thôi. Lẹ lắm. Hả? Chạy ra đường trường chạy mát biết cũng 30-40 á, 50-60 á, không giỡn đâu. Nhưng mà mày chạy ra đường nguy hiểm lắm. Mấy cái xe này đâu chạy ra đường được. Đúng rồi, chạy vòng vòng sớm thôi cha nội. Ừ. Rồi ok, vậy cứ để chơi đi. Chọc chọc ông thôi chứ bán gì đây. Đó. Cái giá bán luôn mà giờ mày suy nghĩ đi. Phải không? 1,5 triệu là tao mua đó. 1,5 triệu ông mua hả? Ừ.
chứ còn 3,5 triệu mắc quá. Bây giờ để tôi hỏi ý thằng bạn của tôi một cái đó, có gì ngày mai qua tính sao. Mày về mày hỏi ý nó đi. Cứ gửi chiếc xe ở đây cho ông giữ giùm đi. Ok vậy ha. Rồi thôi đi á. Ghê thiệt chứ, ông này xe ghê thiệt chứ. Thôi bye bye nha. Về đi bye.